Đây là mô hình nuôi treo theo dạng hoang dã của trang trại Hùng Tân. Bây giờ là giờ đi ăn của treo, các bạn thấy đấy. Đó. Đây là con treo treo. Số lượng ở đây nó khoảng trên 30 con. Đây là con mắt đó, còn đây là con treo treo. Đây. Thức ăn của treo rất đơn giản, đó là trái cây dụng ở ngoài chợ mình lượm về mình dục cho nó ăn, với lá mì, với cỏ. Đây là trái cây dụng ở ngoài chợ. Nó nghe người vô nó trốn hết rồi. Nó ở theo bụi cây bụi rậm nè, nó sinh sản đẻ luôn, nó tự nuôi. Một ký treo bây giờ nó khoảng 700.000 ký. Treo đó là treo thịt. Treo năm đẻ được hai lứa, mỗi lứa một con. Treo rất dễ nuôi, thời gian mà từ đẻ ra tới bán ký khoảng 5 tháng. Nói chung là mình không phải tốn thời gian để chăm sóc. Thức ăn là ngoài thiên nhiên, mình làm theo cái kiểu hoang dã, rào có cỏ mọc đây, rồi bỏ thêm ba trái cây dụng vô là xong. Mình khỏi phải tốn tiền mua, trái cây dụng là sinh ở ngoài chợ. Rồi cộng với có lá mì cho nó ăn lá mì, cộng có cho nó ăn rau muống hoặc rau lang cũng được. Bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ trang trại Hùng Tân theo số điện thoại 0907067939. Chào các bạn.